Hello, hello, chào mọi người. Wow, buổi sáng nè, tốt lành mọi người ơi. Cuối tuần nè, thấy không? Ngày hôm qua em hái một trái bầu rồi. Đây có một trái hái rồi, trái bự nhất luôn á. Bầu này là bầu em có nói cái clip trước á, là nó rớt cái hột dưới á, mà bây giờ có trái nè mọi người. Đây, thấy không? Xịn sò luôn. Bây giờ đang bên đây nè, nó bò thẳng qua bên cái đét nhà em bên đây luôn. Thấy không? Bầu này là bầu không không có trồng mà mọc thiên nhiên luôn. Là bây giờ em ấy là còn đậu nữa tiếp tục nè. Đấy. Em ấy đậu nhiều lắm luôn á. Đấy. Giờ em hôm nay em quay clip mày cho mọi người coi nè nha. Đó. Bây giờ xuống dưới cái đét nhà em là mọi người. Đó, thấy không? Thấy không? Em quay không? Thấy không? Giờ hôm nay mình đi giao lưu khu vườn nhỏ nhà em nha, của nhà Tâm Sinh Khỏe nè. Đây cây đây hôm trước em có nói cái chanh mà không phải cây tắc, năm nay rất là tốt luôn, em cắt hết luôn mọi người. Bây giờ nó nứt ra lại nè, wow, xum xê luôn nè mọi người, thấy không? Thấy không cây lá lốt không, xịn sò không? Đó, thấy dây bầu nè, đó tự dưng nó bò lên cái đét nhà em luôn. Bây giờ nó đậu trái nè, quá trời luôn. Đậu đây là đậu trái trái thứ ba rồi nha mọi người. Đó, đây vườn rau nhà em mọi người thấy không? Thấy ngổ nhà em không? Em cắt nè, em cắt bảy ra xong rồi. Bây giờ nó rất cũng tốt nữa nè, thấy không? Xịn sò không? Tốt không? Đây hôm nay bây giờ mình đi nè. Cây này là cây strawberry. Đây. Ngày hôm qua em đi làm về chưa có tưới nước tưới non gì hết trơn á, bây giờ mình đi hái, mình lặt hái cà nè mọi người. Đó, bây giờ mình lặt cà nè, hái cà nè. Hôm nay em hái cà nè mọi người, cà nó chín á cho nên mình hái quá trời cà luôn. Đây, thấy không, cà nó chín mọi người ơi. Cà cherry nó chín nè, bây giờ sáng nè, quá trời luôn. Hôm nay cô phụ nhỏ nhà em mọi người, xịn sò luôn mọi người. Cà đây là ớt nè, chuẩn bị trái nè, nó nứt nè, thấy không? Ớt nhà em trồng chậu ba chậu mà nó cũng tốt lắm, cũng ok, nó cũng năm nay thì cũng ớt có trái rồi, mình ăn thôi. Mình cũng có ăn ớt nhiều đâu mọi người, mình có trồng thôi. Đây. Cà mọi người thấy vậy chứ cà trái nhiều lắm mọi người, kìa trái là thấy không, trái rất 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 là nhiều. Đó. Giờ mình đi đó, thấy không, nó đẹp lắm luôn, nó bò trên cái đét nhà em là mọi người thấy không. Bây giờ nó đậu trái nữa nè. Đó. Này là không có trồng nha mọi người, mà nó đậu luôn nè, mọi người thấy không? Giờ đậu nữa nè, xịn sò luôn, không phải giỡn đâu nha. Đây. Bây giờ mình đi mình hái cà hái rau mọi người. Wow. Trời ơi, oh my god. Đây hôm nay mình rau nè mọi người. Đây cải đắng mà cái con gì nó làm tan nát cái vườn rau em luôn mọi người. Wow, nó bự mà cái con gì nó ăn hết trơn luôn mọi người. Wow. Đây. Đây là đàn ô nè. Giờ em ương bây giờ nó mới nứt lên nè. Đây. Bây giờ mình cắt dưa leo, bây giờ nó cũng chết rồi. Đấy. Giờ mình cắt cái rau nè mọi người thấy không? Đó. Bây giờ em cắt rồi. Thái rau lan rồi mọi người, hôm nay cắt rau lan là vô mình ăn luôn mọi người, tốt lắm luôn á. Thấy không, rau lan rồi mình xịn sò luôn, tốt lắm. Cái cắt rau lan mà mọi người cắt vô mình luộc, mình không phải luộc, mình hấp, em hấp không mà mọi người,
quá trời luôn đó Lan. Mình cắt mớ thôi, ăn bao nhiêu mình hấp bao nhiêu thôi, mình ăn đủ một cái là mình hấp thôi. Hôm nay là em thái một chút xíu thôi à. Rồi mình đi tiếp, mình đi tiếp nha mọi người. Quá trời luôn, xịn sò. Wow, cái cà nè, cà trái nó ngã luôn, ngã nghiêng ngã ngửa luôn mọi người. Wow, chắc trái cà này em hái nè, em hái mình. Ôi da da, u la la. Ôi ơi, quế nè, thấy chưa? Mình cắt cái này cho nó cái lá nó bự á mọi người. Em định buổi sáng không cắt nữa, cắt nè mọi người. Hôm nay có cái trái cà nó bự nè, mình cắt cái cà. Nhổ luôn cái dưa leo này, nó không ấy nè, em phải nhổ luôn mọi người. Xịn sò cái cà. Giờ dưa leo em nó dảo hết trơn à, khô hết rồi mọi người. Tỉa chết mấy giây bữa hôm trước á, là em quay nhà mọi người ha, bây giờ ăn rồi xong rồi nó bò mà nó chết luôn không kêu. Wow, ô la la. Bây giờ mình hái nè mọi người. Chiều ra ăn tốn nước là nó khô hết trơn các mọi người. Wow, đi bên đây nè, bên đây cắt đây rau muống, rau muống nè em à, cắt bây giờ đi qua đây cắt, đi cắt đi lên đây rau muống tơi, có đi gặp rau bên này lại. Ôi la la. Wow. Wow. Hai. Nằm vô đây. Wow. Wow. Có chứ.
này mình phải thiệt nha, bây giờ mình cắt thử chứ không có khi nào hồi nãy hết trơn á mọi người, nhất không được cái cuốn nó dai á. Đi con nhọc còn có chút xíu mà đậy đó. Giờ mình không biết có bí hay không nữa. Mình đi qua lòng lại. Đi lòng lại mình thấy bí nha mọi người. Bí. Mùng tơi à. Vô vườn rau. Oh my god. Oh trời ơi. Chỉ bí gì đâu mà nó bự dữ mọi người. Phát hiện cho bí bự quá. Ây da. Mấy ngày hôm nay cho bí bự dữ vậy. Trời. Oh my god. Ôi ôi. Ui da. Bí bự quá. Ui da. Ui da, u la la. Ui trái bé này bự nữa, bự cho bá lưỡi luôn mọi người. Ây da, em đi, em hái, trời ơi. Oh my god, trái này nó bự, hai trái bự khủng luôn á. Hai trái này chắc khoảng 1 ký mấy nha mọi người. U wa. U la la. Bạn muốn chết. Bây giờ mình đi rồi. Đi khu vườn nhỏ nha em. Wow, nho. Nho quá trời nho luôn mọi người. Wow. Nho quá trời nho luôn. Thấy không? Đây mọi người. Wow. Cà chín hết trơn mọi người ơi. Wow. Thấy cà chín không? Cà chín đầy hết luôn á. Mọi người thấy không? Cà. Bây giờ mình hái cái con ấy nó cắn. Trời ơi, nó cắn trời mọi người. Ây da. Cà. Đây. Giờ mình hái nè. Wow. Cà chín hết trơn. Mưa là nó tét hết luôn mọi người. Wow. Wow. Cà. Đó. Đây nay em quay cái clip này cho mọi người xem em hay hái cà đi ra ngoài vườn sáng sớm là ra hái. Đậu một ngày tụi em đi hái ăn không hết luôn mọi người. Em nói thiệt, em trồng mà ăn không hết luôn á, phải cho mọi người. Ôi da. Cà chín đầy hết luôn bên đây nè. Treo rì nha mọi người. Cưng lắm.
Cà đây là cà không có thuốc luôn á mọi người. Anh chị em nào mà ở Việt Nam á, em nói thiệt là cà là bây giờ người ta cũng có thuốc nữa. Ở nhà em là trồng là thiên nhiên luôn mọi người. Đó. Bây giờ mình đi qua đây. Quá nó nặng quá mọi người ơi. Em xách đất để em xỉu luôn á. Wow. Đậu đủ nhà em. Wow, bữa nay cái clip này em quay là mọi người coi là mê ly luôn mọi người. Đây. Đậu đủ nhà em nó đậu nè. Bây giờ mình cắt nè. Bữa nay mình hái đậu đủ luôn nha mọi người. Wow. Đã luôn á, đậu đủ đã luôn mọi người. Siêu 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 đã luôn á. Quá trời đậu đủ luôn. Thấy không? Đây. Bây giờ em hái đậu đủ nè mọi người. Cắt hái. Yeah. Mình cắt từ cái cuống á, vô nè. Wow. Wow, đậu đủ quá trời luôn mọi người ơi. Chính tay em trồng á, bây giờ em hái nó mới sướng nè. Đó, thấy không? Cưng không? Đây. Mày dài thòng luôn. Quá trời luôn. Oh my god. Em nói thiệt, quá nó sai chảy quá trời, nó thòng lẫn lộn. Mọi người có nghĩ là ở Mỹ mà em trồng đậu đủ nè, đến mức độ như nè mọi người. Dạ có luôn. Mấy ngày em đi làm em hết hái là trái là xâm xê luôn. Cho mọi người coi. Bây giờ mình cắt đậu đủ trước ha. Cắt đậu đủ trước xong cái lát nữa cái mình quá trời đậu đủ luôn mọi người. Trái nó nhiều lắm, sai sai luôn mọi người. Em sẽ hái từ từ mọi người. Ham lắm luôn á, trái quá trời trái luôn. Hôm nay là em vô em làm được một dĩ rồi. Ây da, dĩ đậu của em rồi. Dĩ đậu xào chay của em rồi. Dĩ đậu xào chay. Quá nhiều quá trời luôn. Wow. Đậu là nó quá trời trái luôn. Quá trời trái luôn. Wow. Là sai trái lắm mọi người ơi. Đó đậu nhà em đó. Trái nó sai lắm luôn á. Wow. Thấy không? Em đưa cái máy quay lại cho nó sát nè. Tại vì em hái đậu không có ai tặng mấy cho em luôn. Trái nhiều lắm mọi người. Cắt mà me. Hơi đó là. U la la.
bữa nay là đi hái hái đậu à. Đậu đủ như em là tại vườn quá. Nhiều lắm luôn á, hái cây nhiều luôn. Nhiều còn chỗ nào không? Mọi người có thấy có chỗ nào không? Hái nhiều lắm, đi ra có chút xíu à mà hái à, trái nó sai quá luôn mọi người, quá sai luôn. Thế nè, đậu nhà em nhiều lắm mọi người ơi. Trái sai luôn. Đây bạc hà nhà em nè. Cái vườn nhà em là thôi khỏi nói. Rồi bây giờ bầu. Đây bầu nhà em đậu nè. Đó, bên kia trái nữa à. Đó, thấy trái không? Đó, được 2-3 trái nữa. Bên kia nữa. Em mới hái cho bà chị bạn ngày hôm qua một trái đó. Bà ăn trước, em chưa có ăn. Có trái bầu nhưng mà cho họ trước rồi. Ở trước rồi đó, đây là thấy không đó. Bây giờ đậu còn đậu trong kia nữa rồi mọi người, 4-5 trái luôn á. Em nghĩ năm nay bầu cũng sai lắm, trái lắm á. Đó, nó mò lên vàng quá, cái vàng mò mọi người siêu à, quá trời vàng ở trên à, trên này cho tóc bò. Rồi bây giờ là một rổ đồ nè, bây giờ mình đi vô nè mọi người. Ây da, nặng lắm luôn á. Ô la la, ô la la. Đó, khu vườn nhỏ nhà em nè mọi người. Wow, em đi vòng chút xíu à. Cái trái này nhà em bây giờ nó lớn rồi mọi người. Wow. Ôi da, ôi da nè, trái này ngon cực kỳ luôn nè. Đó, nó long long mà mai mốt chín nó giòn lắm, nó ngọt lắm, lạ lắm, độc nhất vô nhị á mọi người. Đó, thấy chưa. Rồi mình đi một vòng bên kia khu vườn nhỏ nha em. Đây là bông hoa em trồng. Nặng nhà em trồng bông dạng thọ mọi người. Tháng đây là tháng 8 rồi mà mẫn lãi. Ôi da, ôi da, siêu. Wow, nó nhiều khủng luôn á. Đi ra có một chút xíu à. Đó, thấy không, nửa tiếng đồng hồ là có đồ ăn rồi. Nhiều đây là thấy một ký nha, hơn ký á mọi người. Đây đậu em đang mới vừa hái vô nè, bí nè, trái bự bự luôn, chà ba lửa đó. Bí này một trái em nghĩ 1 ký á, hai trái 2 ký á mọi người. Cà tím đây, đi ra có một chút xíu à. Đó, cà tím nè, cà nè, dưa leo đó, dưa leo này dưa leo Thái nhà em trồng nha. Việt Nam cái dưa leo Việt Nam, dưa leo này dưa leo Mỹ nè. Đây là dưa chuột Việt Nam mình, ba loại dưa. Đây em hái rau lan. Bây giờ chuẩn bị vô lát nữa em luộc á. Giờ mình đi đi quan vòng. Đi quan vòng đi coi cái trái hồng nhà em nó lớn như thế nào nha mọi người. Quá trời luôn. Qua. Wow. Sáng sớm đi đi đảo à. Oh yeah. Coi hồng coi lê nè. U la la la, u la la. Wow. Wow, cây hồng nhỏ vậy em nè mọi người. Cưng không nữa. Trái giờ nó bự rồi. Bên trong nó đây như thế nè. Đó.
cây thì có chút xíu mà mọi người ơi, mà trái à, đó thấy cái gốc nó không, cái gốc thì nó không có bự đâu mọi người, mà nó nuôi cái trái nè. Một nhánh ba trái nè. Rồi, mình đi qua coi cây lê. Hôm trước là em có quay là trái lê nó nhỏ đúng không mọi người? Đây, bữa nay nè. Đó, thấy chưa? Siêu bự rồi chưa? Đây. To rồi nè. Đó, bự rồi nè. Đó. Lê Nhật nha mọi người. Đây là lê Nhật mà loại lê đỏ mọi người. Đó, nó còn cái hiệu này em để luôn nè. Khu vườn để em mùa hè đó. Mọi người coi. U la la. Cây đào. Wow, đào. Wow. Đào ở đây à. Đào ở đây nó rụng. Wow, cho mọi người coi hai cây sứ nhà em. Hai cây sứ này mọi người biết bao nhiêu năm chưa? Hai mươi mấy năm, 22 năm mọi người. Đó, hôm nay là đúng tháng 8 là bắt đầu nở nè. Đó. Sứ này là sứ Việt Nam mình nè mọi người, thấy không? Thấy không? Cây này thì không phải là không nở nha mọi người, nhưng mà cái búp của nó chuẩn bị nó nở nè, nó nở sau cái cây sứ bên đây. Cây này năm này nó năm nào nó cũng nở trước hết mọi người. Đó. Đẹp lắm mọi người. Sứ nhà em nha, hoa sứ nhà nàng nha, sứ tại nhà em nè, đó. Cái gốc mình nó bự như gì nè. Đó. Em định em xài mai mốt mà anh nào chị em nào yêu thích sứ và cứ inbox cho em Messenger thì em bán cây sứ này, cứ gọi inbox em đi rồi em cho giá nha. Đây, rất là đẹp. Cây này là đẹp nhất, là em yêu thích nhất, cái gốc của nó rất là đẹp luôn mọi người. Đây là thấy không, gốc nó đẹp lắm luôn á. Đó, sứ tại Mỹ nha. Đây, tại Mỹ. Cây này là bự nhất nhưng mà nó chưa có nứt bông. Cây này chưa có nứt trước, cây bên đây này nó nứt trước. Cây này thì nói chung là năm nào nó cũng nứt sau hết á. Mà bắt đầu là 2 tuần nữa em sẽ quay clip lên lại cho mọi người coi, là 2 tuần nữa mọi người theo dõi kênh em, hãy nhấn nút subscribe cho mọi người, là nó sẽ nở rộ ra. Em cho mọi người cái rộ của nó là như thế nào. Nó rất là đẹp luôn mọi người. Cho nên nó lại, đây là mặt trước nhà em là đất nè. Đó, cuộc sống tại Mỹ, tại tiểu bang Massachusetts. Đấy, khu vườn nhà em, nậu cây nhà em trồng là 20 mấy cây á, gần 30 cây. Đây. Cây gì cũng có hết, đào, cherry, táo, hồng, nhưng mà chỉ có cái giống cây Việt Nam mình thì em chưa có trồng được. Em đang nghiên cứu siêu tầm thử coi, nếu em trồng được thì em sẽ trồng những cái cây mà lạ Việt Nam mình. Thấy kìa, cái lê rồi mọi người. Thấy lê không? Thấy trái lê nhà em không? Đó, bây giờ chuẩn bị nó lớn rồi mọi người. Lê nhà em nè. Đó. Trái. Đó. Nè. Hãy theo dõi kênh em là Tâm Sinh Khỏe, nhấn nút subscribe nha mọi người. Wow. Wow. Đó, trái lê nhà em mọi người. Đó. Nhà em thì không có trồng nhiều đâu, nhưng mà cái ăn chút em trồng cái gì nó cũng có hết. Có để mình ăn thôi. Rau cải thì em cắt, rau húng, rau ấy rồi em cắt hết rồi, chứ còn ấy rau đó. Ở vườn nhà em bên đây mới vừa bắt cắt cỏ xong. Ui.
chưa? Rồi ok em bay nha mọi người. Hãy nhấn nút subscribe cho em nha. Ủng hộ em nha mọi người. Giờ em đem rau vô nhà nè, chuẩn bị em nấu nè. Đó, hôm nay cái buổi rau. Đó, ok bye mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, an lạc. Nhấn nút subscribe cho em nha. Cho em một cái like và một cái tim yêu thương nha mọi người. Giờ nắng lên là đẹp không? Bye mọi người.